smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Xin chào các bạn đã quay trở lại với 5MN Việt Nam. Hôm nay mình đang tham dự cái buổi trải nghiệm sản phẩm A6005 Sony. Trên tay mình đang là sản phẩm A6005 Sony và một kính rất xịn 2470 2.8 GM G Master dòng đỏ luôn. Hàng khá là ngon. Không biết nói về chiếc máy A6005 này thì có khá nhiều sự thay đổi so với A6003. Đầu tiên thì nó có chống rung 50 rồi. Cái chống rung 50 này nó khá là tiện trong cái việc chụp ảnh. Đối với mình thì chụp ảnh cầm tay thôi. Bởi vì nếu mà chụp trong điều kiện trong nhà mà có người chụp thì rất là khó. Vì nếu người di chuyển thì kể cả tốc độ bạn chậm thì vẫn bị nhòe. Nên là cái này thì mình đã trải nghiệm một dòng sản phẩm là Olympus OMDM Mark 2 rồi. Thì cái dòng máy ảnh đấy cầm tay khủng khiếp vào dòng này. Nhưng về cơ bản thì chiếc máy này đã có thêm cái chống rung 50 khá là ổn. Đấy từ A7 Mark 2 sang. Theo mình được biết thì cái máy này đã có màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng nó là một cái yếu tố cực kỳ cần thiết so với mỗi cái máy ảnh mirrorless bây giờ, bởi vì là rất khó chịu trong cái việc là chúng ta có màn hình nhưng mà chỉ để xem thôi. Chúng ta rõ ràng khi chụp đây và bấm vào thì nó thấy nét có vẻ ngon hơn, nhưng có vẻ không nhạy lắm. Mình đang thử, mình đang thử xem làm sao để nó thấy nét có vẻ hơi mù chứ. Vẻ ngoài thì có lẽ không nhiều sự thay đổi so với A6003. Thân máy có vẻ chắc chắn hơn một chút, mình cầm có vẻ chắc chắn hơn. Để thử xem nặng hơn so với A6003, mình đã thử rồi. Mình cầm A6003 một vài lần và mình cảm giác A6005 nặng hơn. Cái ngàm này theo như Sony công bố thì đã được làm lại chắc chắn hơn, vì chắc là nghe nói hôm trước lúc ấy các anh nói là chiếc ngàm này với trên A7 có thể dùng ra nếu mà cắm A7 7200. Thì mình sẽ chụp thử với 2470 2.8. Tôi sẽ thử khả năng xử lý noi, bởi vì dòng A6005 này được sử dụng cái cảm biến mới BSD thì khả năng khử nó tốt hơn rất nhiều so với A6003. Chúng ta sẽ thử xem nhé. Và là màn hình cảm ứng này nó không thật sự nhạy lắm đâu, không thật sự nhạy lắm, nó không chuyển nét ngay lập tức, hơi khó chịu so với cái máy cắt cảm ứng bây giờ thì hơi khó chịu. Ok, bây giờ mình sẽ thử về tính năng ISO nhé. Thì mình sẽ chụp thử ISO 1600 trước đi, rồi tiếp theo sẽ là ISO 3200. Chúng ta sẽ tiếp tục với ISO 6400. Mức ISO này mức khá là khó chinh phục với nhiều máy. 6400 xong. Và bây giờ là 12800. Cái máy này ISO có thể lên được native ISO là 51200 cơ. Nên là mình sẽ thử hết các mức này. Vừa rồi là 6400 rồi đúng không? Chúng ta sẽ đến 12800. Giới hạn tốc độ shutter speed đây là 1/4000 thôi. Nó không phải là 1/8000. À, nó sẽ chỉnh khẩu xuống một chút đi. Chỉnh khẩu xuống khoảng 11. Ok. Ở ngay ISO 12800 thì mình nhìn ở trên hình thôi đã có vẻ có nhiễu rồi. Chúng ta sẽ thử với 25600. Thật ra đây là một mức rất khó. Nhưng chúng ta cứ thử xem chất lượng hình ảnh như thế nào. Đây là mức cuối cùng trong bài test ISO, đấy là bài mức 51200 native ISO giới hạn của A6005. Rồi, bây giờ sẽ xem qua ảnh một chút. Đây là ảnh khi mà mình nhìn trên màn hình thôi. Nó không được nhạy lắm, mình nghĩ thế. Bạn này nhìn thấy tình huống này. Mình đang muốn zoom ra nhưng mà không có cách nào làm được điều này. Nó không giống iPhone rồi lắm. Cái màn hình cảm ứng nó chịu trách nhiệm mà qua đây là qua lại thôi, còn không thu nhỏ được. Và đây thì mình sẽ nói về mức ISO của nó. Bức ảnh này là ở 51200, tức là mức cao nhất rồi. Nó sẽ chi tiết vùng này nhá. Đây chi tiết vùng sáng, có thể chọn chi tiết vùng sáng. Thì nhiễu ở đây không sử dụng được. Nhiễu xanh và đỏ rất nhiều. Thì mình sẽ nói thêm sau. Chúng ta sẽ tìm đến cái vùng tối hơn. Đây mới là vùng không dùng được này. Đây là cái vùng tối, thì cái vùng này thì thường các cái noise này rất là xấu. Đúng là như vậy. Chúng ta sẽ về một cái mức phổ thông hơn với các mức ISO, là mức 6400.
Đây là mức rất nhiều người dùng. 64 nhiều khá đẹp. Nói chung là ở mức 64 thì mình thấy đánh giá cái máy này khá là cao. Tiếp theo là bài test tốc độ bắt nét, khả năng bắt nét của này. Bởi vì A65 được quảng cáo là có thể chụp được 11 hình dây. Nhưng cái việc mà bắt được 11 hình dây hay không nó là câu chuyện khác. Mình sẽ thử xem có bắt nét được chuẩn không nhá. Bây giờ mình sẽ đang ở chỉnh ở chế độ bắt nét theo gương mặt. Thì sẽ tới sẽ có một bảng bên mình đi đến. Mình sẽ thử xem là có bắt nét được chuẩn không. Trong bài test vừa rồi đến lúc mà tốc độ nhanh hơn và người đi ngắt lẻo hơn, nhưng mà A65 vẫn bắt được nét khá tốt. Tôi nhìn thấy ở đây là có khoảng 10 ảnh bắt nét được khoảng 8-9 ảnh khá chuẩn. Thì đây có lẽ là một cái bước khá là tốt hơn so với A63. Vì tôi nhớ là A63 không bắt nét được chuẩn như thế này. Tốt hơn. Menu được làm lại. Tôi phải nói một chút là menu được làm lại. Nhưng mà menu này thì với một người sử dụng A63 đang quen như là anh quay phim và anh thấy bảo là nó đang khác dần rồi. Các bạn nhìn thấy là riêng phần menu này, riêng cái tab đầu tiên thôi, nó có đến 14 cái tab nhỏ ở trong. Và một điểm đặc biệt đấy là màn hình cảm ứng hoàn toàn không có chức năng trong tình huống này, không bấm được vào menu. Màn hình cảm ứng của A6005 có vẻ chỉ để đấy thôi. Và tiếp theo là khi mà menu thì khá là nhiều chỗ, nhiều mục hơn. Các mục phát được xếp cùng với nhau. Tức là bây giờ họ đã cố gắng xếp tất cả các thứ cùng một mục với nhau. Nhưng mà khá nhiều tab. Theo như một người dùng A6003 như người quay phim thì cảm giác nó lạ hơn rồi. Nhưng mà có lẽ cái việc thay đổi menu sẽ làm cho việc đấy nó cái cách mà tìm được các thông số thông minh hơn rất nhiều. Mình nhìn qua thì nó cũng đỡ hơn một chút. Đây, ví dụ ở phần thứ hai thì nó liên quan đến vấn đề gọi là các thông số khi quay phim này, rồi cách việc là tracking thế nào cũng khá là thông minh. Vừa rồi những tổng kết nhanh của 50m Việt Nam về chiếc A6005 dưới đi. Thì với giá khoảng tầm 29.900.000 thì chiếc máy này là giá khá là chát. Nó vẫn là một group. Tuy nhiên là với mình thì mình đã xác định là với những cái thông số khá là mạnh mẽ của chiếc máy này, ví dụ như là việc cái khả năng xử lý sữa tốt hơn so với A6003, chống rung 50 thì cũng đáng chú ý lắm. Tuy nhiên khả năng bắt nét tốt hơn A6003 rất nhiều. Thì mình thấy với giá này có thể là một bản nâng cấp tốt. Tuy nhiên là với người từ 6003 lên 6005 thì không có cửa. Chẳng từ A6000 lên A6005 thì ok hơn rất là nhiều. Nếu các bạn sử dụng A-series của Sony như là A7 thì so với máy này chắc là nhìn thấy chán luôn, vì máy này lấy nét rất nhanh. Bên mình sẽ có thêm những cái trải nghiệm thêm về dòng này sau khi mà có thể mượn máy lâu hơn. Thì đây cho nên là những trải nghiệm rất là nhanh thôi.